nước hoa Trang. Và đây là dòng sản phẩm luxury, có nghĩa là cái dòng cao cấp của Trang sẽ rất là đặc biệt, rất là thơm, rất là sang trọng. Cái mùi Trang này thơm rất là lâu tại vì nó có long diên hương á, rất là thơm. Sản phẩm này nó rất là ngọt ngào, rất là nữ tính. Một địa chỉ nên đến và đáng để đến. Mùi nước hoa này hơi bị thơm. Mùi thơm rất là nhẹ nhàng, nó không bị nồng gắt. Với kinh nghiệm sử dụng nước hoa của mình thì nước hoa Charm là một trong những loại nước hoa mà mọi người nên xài. Mùi hương của nó rất đặc trưng đến từ châu Âu và lịch lãm. Phải có mùi hương rất là lâu. Cái mùi á thơm lạ lạ, sang nữa. Dầu thơm Charm quyến rũ lắm. Theo như cảm nhận của Phương á thì nước hoa của mình á, nước hoa Charm này nè, rất là thơm. Thì cái mẫu này là cái mẫu chai Good Girl nè. Thì cái hương này là best seller, là hàng bán chạy nhất của nước hoa Charm đó. Và nó tạo nên vẻ đẹp của một cô gái tươi sáng đầy tự tin. Có rất là nhiều những cái hương thơm như thế này. Rất là thoải mái và lưu lại ấn tượng rất là mạnh nè. Cái tiêu chí mà tôi chọn nước hoa Charm đó là về chất lượng. Và tôi cảm thấy đây là một nước hoa hàng Việt Nam tốt và tôi tin tưởng. Mùi hương mà lâu dài như vậy á thì sẽ xứng tầm với lại thế giới. Nước hoa Charm, nước hoa đẳng cấp dành cho phái đẹp. Nước hoa Charm, tinh dầu châu Âu, thơm lâu tuyệt đỉnh. Hy vọng là Charm sẽ ngày càng lớn mạnh và phát triển hơn nữa. Tôi luôn tự hào một sản phẩm nước hoa của Việt Nam sẽ vươn tầm ra thế giới. Gửi lời chúc đến nước hoa Charm sẽ càng ngày càng phát triển vững mạnh hơn nữa để mà cho Việt Nam chúng ta có một thương hiệu và uy tín và chất lượng. Em xài nước hoa gì mà thơm quá vậy? Dạ, Charm. Xin cảm ơn Charm trong thời gian qua đã đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam 2020. Tôi là Lương Thị Linh, đại sứ thương hiệu nước hoa Charm.